nó đã sợ ma mà bày đặt đi ban đêm à, rồi xanh ma, rồi cái clip phim nào cuối cùng cũng là đột đột rột rột là cái như là cong đuôi bỏ chạy à. Cái bài nó quen rồi quý vị, một trong những bài nó quen rất quen, nó lên nó thể hiện là một trong những người mà bây giờ thật sự đam mê về cái nghề xanh ma à. Bây giờ mặc dù là đã 12 giờ đêm, phải 12 giờ đêm mới chịu à, ngoài cái ngoài đường Vĩnh Tân không còn một bóng người à, mấy anh chị mà cạo mũ cao su cũng không còn một ai à, bản thân em thì em cũng tới đã tìm hiểu một cái sự thật mà chẳng biết cái sự thật gì. Rồi tới đó bà con thấy em cũng diễn trò diễn cảnh làm cũng đột 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 rồi chứ à, bây giờ mày tới khoảng cái như là thật sự tối mày tới đó mày nói là 1 giờ sáng thì cũng dậy thôi chứ đâu có cung giờ đâu, đâu có quay đâu mà biết cái cung giờ đó không à, nhưng mà vì sao phải là 12 giờ đêm, bà con biết vì sao không? Để thể hiện một cái sự mà cảnh tê đang vất vả, cảnh tê vất vả vì cuộc sống mưu sinh, vì cái là cái mong cầu của khán giả mà đã gửi về cho cảnh tê. À, cho nên cảnh tê phải đi cái là thời gian như vậy, nó vất vả như vậy à, để cho một số mà thật sự một số mà người vẫn còn comment mà hí hà đấy à, cúng dường à, chứ còn nó đi 7-8 giờ tối ông nội ai nào cúng dường, không có thằng khùng nào bây giờ 12 giờ đêm mà chạy tới một cái nơi mà mình đã từng quay rồi, đúng không? Không có thằng nào mà đã 12 giờ đêm rồi mà chạy tới cái nơi mình đã quay rồi mà cho rằng nơi đó là có ma. Ở rồi tới quay à, rồi đi một mình nha. Cái nó độc nhất là đi một mình. Đã quay ma mà thật sự nghe tiếng động là thật sự là bó chạy chết mẹ luôn. Đó, mày lừa ai đó cảnh. Mình quay ma đó là khi mình nghe tiếng động thì mình cũng phải là bám trụ để quay. Quay khi nào mà thật thấy được con ma thì thôi. Nó vô đó là cái rèm cửa bay bay. Ôi trời, ôi trời. À, tiếng mèo kêu là ôi trời, có tiếng mèo. Trời ơi, cái con mèo nó kêu là bình thường. Đúng không? Chứ sợ nhất là tiếng cảnh tê đó quý vị. Tôi thì tôi không sợ tiếng mèo kêu, mà tôi sợ nhất là tiếng cảnh tê đó. Bảo là mà cảnh tê kêu đói kêu khổ là tôi rất sợ. À, vì sợ một số mạnh thường quân bị nó xó mũi nữa. Nó dặn dứt đây nữa. Theo cái thống kê của cái chị mà cái kênh mà gọi là cảnh tê báo hiếu, cái thu nhập của cảnh tê nó không bao giờ mà thật sự không bao giờ thấp như những gì nữa đó. Mức thu nhập mà bèo nhất của nó một tháng à, một tháng riêng cái vấn đề cái kênh YouTube của nó không đó à, cái này có thống kê cụ thể luôn à, là nó khoảng tầm là từ 800 đô la trở lên à, 800 đô thì bây giờ nó thật sự à, trừ chi phí thuế thì cái nhà kiếm còn được khoảng là tầm 15 củ à, là bỏ túi đó. Và ngoài ra nó còn có một cái trang fanpage à, trang fanpage này cũng là đang có gọi là những, à, cũng đã bật kiếm tiền. Cho nên cái vấn đề tôi đã từng nói rất nhiều cái câu chuyện của cảnh tê à, mà nó thật sự nói đi nói hoài nó vẫn có chủ đề để nói. Vì cái bản chất của cảnh tê nó lừa bà con một khoảng thời gian khá dài. Mình nói trong vòng 1-2 ngày thật sự quý vị cũng chưa ăn thua đâu, cũng chưa lột tả bản chất của anh này đó. À, ngoài cái như là anh lừa bà con để anh lấy được những đồng tiền mồ hôi nó mắt của bà con à, một cách trắng trợn như vậy thì anh còn có những cái chiêu trò à, mà gọi là chụp mũ à, tí nữa tôi để cho bà con nghe những lời của cảnh tên chụp mũ. Mục đích cuối cùng là cái như là anh lên bắt đầu anh diễn để lấy sự thương hại của mình để người khác còn cho anh đôi ba đồng ngăn à, anh quen những đâu có quen quá vậy, anh quen rồi từ trước giờ, anh quen rồi từ trước giờ, chỉ cần mình lên like bắt đầu là cái như là có khán giả cho tiền thôi. Nên cảnh tê nó xem đây là một trong những cái gọi là cái trách nhiệm của khán giả phải lo cho nó cái cuộc sống đủ đầy rồi nó đi xanh ma cho khán giả coi à, nó từng nói rồi bây giờ cha mẹ em an cư lạc nghiệp rồi em mới đi xanh ma lại, chứ bây giờ cái cuộc sống mà nó bất bên thế này làm sao em đi xanh ma lại. Rồi mấy ngày vừa qua quý vị thấy không, đất đai cũng có rồi à, mà tại sao cái điều nó buồn cười là không live stream xanh ma à. Đi tới 12 giờ đêm mà tại sao không live stream lên để cho mọi người họ chiêm ngưỡng khung cảnh 12 giờ đêm như thế nào à, ta quay lên chứ, ta quay lên, quay giờ, quay giấc lên, quay tất cả lên. Chứ mày lên đó bây giờ, mày lên mà mày cái như là cũng tỏ vẻ ra là vất vả đi 12 giờ đêm
để chi quy gì, để cho một số bà con người ta còn cúng dường cho kiếm được vài đồng để mà bỏ bỏ bụng, chứ còn không là đói meo râu, thấy không? Phải 12 giờ đêm mới chịu, còn không là không 12 giờ đêm là cảnh tê không có chịu gì. Nó vất vả như vậy, nó khám phá như vậy, nó cực khổ như vậy đó, thì chỉ có cho tiền thôi. Bây giờ mà để mà thật sự để mà cảm ơn cảnh tê thì cảm ơn bằng lời, thì thật sự cảnh tê dễ gì mà nó nhận, phải cảm ơn bằng những tờ đô la, những tờ tiền polymer, rồi cảnh tê nó mới là vân vân dạ dạ cảm ơn lại. Chứ bây giờ nó thật sự mình xem những cái phim là cảm ơn em, nhờ có em rồi chị mới có được những cái thước phim thế này, chị xem dễ gì cảnh tê nó chịu, đúng không? Với cảnh tê, nói chuyện với cảnh tê phải là tiền, cho tiền cảnh tê thì nói cảnh tê nó mới nghe, còn không cho tiền cảnh tê nói nó còn chữ, mà nhiều lúc cho tiền xong rồi nói nó còn quay ngược lại nó bập nữa. Cho nên cảnh tê là thật sự vậy, tính nết anh này khó và khó chấp nhận, cho phải dạy dỗ thường xuyên quá vậy. Với ai thì tôi không có ngại, chứ với cảnh tê thì mình cũng phải là rất quan ngại, cho nên chăm sóc ảnh hàng đêm, dạy dỗ hàng đêm. Vì để cái thói này mà thật sự quý vị nó nhân rộng ra nữa là cái mô hình đây là mô hình nhân rộng là chết. Phải diệt ngay gọi là cái đời đầu thế này nè. Cái đời đầu thế này phải diệt ngay, để cho những cái đời mà F2, F3 sau nó thấy đó, nó rè, nó sợ. Chứ cần lên mà xin tiền điểu là tải chay. Lên mà xin tiền kiếm ăn bất chấp là cái tải chay, là tôi nói sợ nhất là cái như là cộng đồng tải chay. Thì càng tải chay vô cái như là thật sự quý vị là ông nội nó còn không dám lừa. Nó quay không có ai coi thì làm sao dám lừa. Bây giờ này còn 12 giờ đêm tới nhà của ông thầy mù, mà đi săn ma mà nghe tiếng động là thật sự bó chạy mà rớt giấy ra ngoài bày đặt lên cộng đồng, còn cái như là thích thể hiện. Đi sang mai thì ta dám ta ngồi ta trụ lại chứ, tự cái như là đánh trống, tự la làng, tự ăn cướp rồi tự cái nằm giả. Chơi cái này ai chơi quý vị? Một xã hội văn minh này mà để cảnh tê gọi lên nó bịp bợm, nó lừa đảo như vậy đó, mà có nhiều người vẫn còn tin tưởng. Nhiều cái cũng kỳ cũng kẹo. Là em không có nói được. Hiện tại thì tiếp tục hàng đêm thì khung giờ người ta ăn rảnh nói rỗi, người ta lên người ta nói về em. Thì hiện tại thì cô chú anh chị ơi, bên đó phe cánh bên đó họ đang cho lính công kích em. Họ nói là những cái comment mà khuyên em hay là nói về em thì em chặn, nhưng mà trong khi đó những cô chú anh chị bên kênh em qua đó nói lý với họ, nói em gái gú cờ bạc rồi nợ nần này nọ đều đó, có bằng chứng hay không hay là nói miệng, thì bắt đầu bên đó cũng chặn. Ủa vậy tại sao? Tại sao bên mày có thấy từ trước giờ rồi cái như là tao có lính nào mà tao sang bên mày để mà tấn công mày? Ê, bà con thấy không? Có nghĩa là anh cũng lên có những cái chiêu trò mà cái như là cũng khổ cực lắm. Trời ơi, bây giờ mà lính phải dùng từ lính nữa mới ghê nha. Bên đó nó dùng lính của nó cho lính bên nó qua bắt đầu là tấn công em. Trời đất thánh thần thiên địa, mẹ tao đi làm YouTube này một tháng thật sự đủ tiền uống trà là gọi là hạnh phúc rồi. Tao đâu có câu như mày đâu mà dư tiền để mà thuê người mà lính với tráng âm nậu. Bà con chẳng qua thấy mày làm tào lao quá, người ta bức xúc là người ta vô người ta xúc mày thâu. Bức là xúc thâu, cho lính nào mà cái như là cho đi gọi là đi qua đấy để comment dạo ông nội. Mà bà con thấy từ trước giờ đó tôi live stream rồi tôi có chặn ai hay không? Cứ vô comment thoải mái, vì cái quyền của bà con. Cái quyền bà con là thật sự cảm thấy cái nào đó mà cái như là không phù hợp cứ vô comment thoải mái thôi. Đó là cái quan điểm của mọi người. Chẳng lẽ bây giờ mình đâu phải là một trong những mà người gọi là không có sai. Chẳng lẽ mình đúng toàn bộ, nhiều lúc bà con hỏi thì mình có những câu là thật sự cũng không thể trả lời, mà có những câu trả lời được thì cũng nên trả lời. Bây giờ thật gì bà con thấy không, tự bụng ta suy ra bụng người, mình cái bụng mình nó xấu nó nghĩ bụng người ta xấu. Bà con là theo dõi từ trước giờ đó, tôi trong quá trình tôi live stream rồi tôi có comment ai, tôi có đọc comment của bà con nhiều hay không, và tôi có chặn comment hay không. Nhưng cảnh tê là thật sự nó thường xuyên. Tôi cái quan điểm tôi là nó rất thoải mái, bà con vô comment gì cũng được, miễn sao đừng để vi phạm nguyên tắc cộng đồng là YouTube nó tự chặn là ok.
Mà bây giờ anh lên anh cho rằng là thật sự bên nó sai lính trời đất, nghe cái từ mà lính là thật sự. À, tôi nghe mà nó ghê quá. Ông nội khán giả của tao chứ lính nào, khán giả của mày luôn chứ lính nào. Thấy mày làm dối trăng quá là người ta bực, người ta vô, người ta lật mặt mày, mà cái comment nào mày cũng chặn hết trơn. À, rồi mày chặn rồi mày nghĩ bên này cũng chặn. Thằng chịch mũ ba xạo đó, nếu mà liêm chính quá đi đi bóc trần người khác, mà trong khi người ta lên người ta nói lý, người ta kêu đưa bằng chứng ra thì lại chặn người ta. Thôi mọi người đừng vào xem kênh đó nữa, thật sự đúng, mọi người đang vào xem kênh đó thì họ đang đạt cái mục đích của họ, họ đang đạt mục đích của họ. À, vừa rồi thì ta karaoke nhiều quá em không có lên like em... Đấy, bà con đừng vào xem kênh đó nữa, vào xem kênh đó là đạt mục đích của họ, chứ không phải vào xem kênh này rồi người ta lật mặt mày ra rồi bây giờ mày cảm thấy rằng mày ê chề không, đúng không? Trời ơi, bây giờ ta lên like nữa đi cảnh tê, bây giờ ta lên like ta ghim số tài khoản nữa đi, trời ta tự tin quá mà cứ lên ta khóc ta la, rồi chứng minh nhân dân phải dùng chứng minh nhân dân giả rồi đó, ta lên ta la làng đi như vậy như trước đó. Một cái thằng tồi cái tên kênh của tao mày còn không dám nhắc nữa mà mày bảo đừng vào xem kênh đó, bà con biết kênh nào mà người ta xem, phải gọi là kênh đời thường TV đó. Chứ còn nó bảo rằng vô xem cái đó là người ta đạt được mục tiêu, cái mục tiêu của tôi là thật sự phải để cho mọi người biết về cái thằng này nó ăn dơ, nó ở bẩn như thế nào, nó lừa gạt bà con thế nào, đó là mục tiêu của tôi. Chứ mày nghĩ cái mục tiêu của tao là cái gì, mày nghĩ mục tiêu của tao là cái gì? Chẳng lẽ mục tiêu của tao mà đi giành là cái tiền của Mạnh Thường Quân với mày, đúng không? Cái điều đó cũng không thể. Nên vô nó livestream nó nói là bà con đừng vào xem tên đó để người ta đạt được mục tiêu, tôi nghe mà bà con ối quá vậy. Trời đất thánh thần thiên địa, mày mà đường đường chính chính cây ngay không sợ chết đứng việc đất gì, mày không giới thiệu cho bà con qua xem, đúng không vậy? Cây ngay mà bây giờ cái sợ chết đứng, mày là dạng dạng mày chân thân tầm gỡ cho mày cây ngay đâu đó. Họ mới vừa lên like, trời ơi lên view quá trời luôn, lúc trước lên đâu có view đâu cả nhà, bữa nay view nhiều lắm mà không, họ đâu có mà không phải đàng hoàng gì đâu. Cho anh Nguyễn TV nhá, họ đâu có đàng hoàng gì đâu. Nếu họ là một cái người đàng hoàng, nếu họ là cái người đàng hoàng thì họ đâu có chửi cha người khác, chửi dòng họ người khác. Em nói không, anh cứ nói một mình cha của em thôi chứ anh đâu có chửi cha ai đâu. Anh nói cha em tại sao là đi bắt tay với em để mà lên lường gạt cộng đồng như vậy, được không? Sao không đàng hoàng? Anh đang đặt một cái dấu hỏi, tại sao cha của em mà lại đi bắt tay em để lên lường gạt cộng đồng? Một cái vụ cái ghê đó, một cái vụ ghê là hai cha con lên cũng khấm đấm và cảm ơn cộng đồng rồi. Rồi cái ghê đã mua chưa? Hả? Rồi bây giờ cha mày mày thấy trong những ngày vừa qua ra mua đất không? Hôm nay thật sự anh nói luôn, anh cũng chẳng có ngại miệng đâu cảnh tê. Rồi bữa trước ra mua đất mà thấy cha mày quýu qua quýu quáo không? Anh nói mà bắt đầu mốm cả miệng luôn. Rồi bây giờ có đất là sao không làm nhà đi để báo hiếu kinh? Đấy, có đất làm nhà báo hiếu liền đi chứ. Trời ơi, cái này tao thấy giống cái ghe loạn trọn nó chìm nữa bây giờ. Cái ghe bây giờ chìm dưới đại dương rồi. Đó. Rồi bây giờ đã mua đất để báo hiếu, làm nhà báo hiếu rồi, khi nào là khi nào báo hiếu, có nghĩa là nó lên rồi. Thật sự cái câu chuyện đó là của nó nói chứ không phải là của mình nói, mà đợi cho mình phải lên hàng đêm phải nhắc nhở nữa, gì chơi gì mà chơi kỳ vậy. Thật sự luôn á, làm YouTube mà phải có cái tâm, có cái đức đó. Mình thấy thằng đó trước mắt mình hơi chửi thằng đó. Tâm đức như mày đúng không? Tâm đức như mày là phần mềm quét ma. Ủa sao hôm nay tao thấy mày không dùng phần mềm nữa mày? Dùng phần mềm hiểu quá vậy, không dùng phần mềm nữa. Khi nào mà giống tấm rèm gọi là nó bay bay đó, tao lấy phần mềm tao quét ma, tao quét đi xem có con ma ở đó hay không? Tâm dữ không? Trời ơi tâm gì? Mày lên mày ăn tặng đây quần của khán giả luôn, mày đặt lên tâm với đức. Tâm gì mà thật sự mình đi lên gọi là đi xin tiền của bà con, mà thậm chí rằng thật sự có nhiều bà con có thu nhập không bằng lắm mà nó lên nó xin bất chấp như vậy. Đã có chị mà cảnh tê báo hiếu, là chị là một trong những người mà đang thu thập tất cả cái thông tin, cái nguồn thu của cảnh tê.
Có nhiều người, xin thưa quý vị, họ làm công chức nhà nước thì một tháng cao lắm là cái như là chục triệu, mười mấy triệu là hết cả, hết cỡ. Anh đâu bằng nguồn thu của cảnh tê đó. Nhưng có người họ thương nó, bắt đầu là họ cũng là cho tiền qua số tài khoản. Tâm đức gì mà mày đi lừa mà anh gọi là tặng quần của xã hội như vậy. Mà lên còn dớ dặn gọi là dạy tâm đi đức. Rồi mấy ngày vừa qua sao không lên mà tâm đi đức nữa, mà trốn như dạng mà thật sự chó trốn mưa vậy. Người ta có ta lên tâm hay đức nữa đây, trên trời tâm đức của em thấy nó sáng người như vậy mà sao em không lên cả ta. Đấy, mình là một trong những con người mà tâm đức á, thì mình phải lên, phải lên live stream, phải lên đối diện với sự thật. Mình phải lên như ngày nào chứ đừng có trốn, hiểu không? Bây giờ đi làm phim, đi làm clip rồi thật sự không còn lên live stream nữa, bà con thấy không? Tôi nói cảnh tê nó giống như là một con cá, cá heo mà phản xạ có điều kiện, không có anh không lại. Khi nào có anh là làm thôi, lên live stream mà có người cho tiền là nó làm thôi. Còn không có người cho tiền nó đâu có dạy mà nó lên ngoài live stream mất cả giờ đồng hồ. Nó đã từng lên live stream bảo rằng trời ơi hồi nãy giờ mà không có ai cho tiền, đúng không? Dễ gì mà cảnh tê cái kèo này, thật sự bây giờ mày lên mày live stream mày gánh số tài khoản nữa là mày mới giỏi đó cảnh tê, đúng không? Lúc đó ta mới xem mày là một trong những con người mà khác người đó. Chỉ có những con người khác người là bây giờ không biết gì, không biết gọi là cái như là hổ thẹn. Dạ, thôi mọi người đừng có tìm kiếm kênh đó. Còn nếu mà mọi người thấy kênh đó thì mọi người vào report. Tại vì bên đó hiện tại cũng đang kêu report em. Và hầu như là những cô chú anh chị bên kênh em thương em, qua đó nói lý với họ, khuyên nói là có bằng chứng hay không này kia đồ. Thì hầu như á là họ xóa hết. Bà con từ trước giờ có thấy mà tôi đang nói chuyện với bà con rồi tôi có xóa cái ai hay không? Mày lên mày còn lừa đảo thâu không nói rồi mày còn lên mà dẫn dắt cái fan cuồng bên mày nữa. Ai đâu mà chơi trò mèo quá vậy, mắc gì người ta vô comment. Tôi còn đang cần những comment trái chiều để tôi kể như là có cái động lực để tôi nói cho mạnh đây, mà bây giờ là đi xóa là xóa như thế nào, đúng không? Phải có những comment trái chiều đó, rồi mình mới đọc những comment trái chiều như vậy mình phán biện lại nó mới hay, nó mới chuẩn, nó mới đúng và bản chất cái vấn đề. Đấy, còn nghe lời của cảnh tê thật sự chẳng khác nào như chó sủa ma. Đấy, mà mày lên mày còn dẫn dắt dư luận là thua rồi. Đấy, đúng quá vậy. Cái một cái con người mình cứ nghĩ mình sao y xì người ta y xì vậy, rồi mày dùng cái nick mà nhen ngăn chợ cá Long An, trời ơi đi gọi comment cả như là đi ăn trộm chì bách ở tù kiệt bạc liêu báo lãnh, báo ông nậu mà chứ báo lãnh, mà nói ông Đinh Văn Nơi ông báo lãnh thì thật sự tao còn có ngỡ nghe, ăn trộm kim cương thì còn có lý. Mẹ mày để anh trộm chì ở thành kiệt bạc liêu, thành thật sự trên răng dưới cu tút, chẳng có một cái uy tín danh dự nào mà bảo lãnh thân nó lo không xong. Cái nhà như cái chuồng heo, người ta chết mà không có chỗ đỡ quan tài, bay đạt lên gọi là cái như là đưa kiệt bạc liêu ra, đưa thằng chết ra để lỗ bay gọi là trong cha trong chế, bay chơi bạn chơi cũng mất vậy. Chơi bạn mà chơi bây giờ thật sự thằng chết rồi nó cũng chẳng đỡ yên, nó lôi thằng chết ra bắt đầu là đỡ đạp. Bà con thấy mất vậy hả? Bây chơi thì ngon ăn đã mới bây lôi mới thằng sống ra. Còn bây giờ thằng kiệt bạc liêu nó chết rồi thì để cho nó yên. Chứ còn mẫu lần bây nhất tới là ta muốn đào mồ thằng kiệt bạc liêu, ta đố chì vô lỗ tai nó. Vậy đó. Bây cái nhất kiệt bạc liêu hoài. Thằng nó đã xấu số rồi, cái thằng gọi là nó chơi miết một lần hai con thượng mà không là chết bất đắc kỳ tử rồi, mà lúc nào bây cũng kêu kiệt bạc liêu, trời đất thánh thần, bây tàu lao nghe chưa, còn cố gắng còn tính đi. Nên là em không có nói được. Hiện tại thì tiếp tục hàng đêm thì khung giờ người ta ăn rảnh nó rỗi người ta lên người ta nói về em. Thì hiện tại thì cô chú anh chị ơi, bên đó, phe cánh bên đó họ đang cho lính công kích em. Họ nói là những cái comment mà phiên em hay là nói về em thì em chặn. Nhưng mà trong khi đó những cô chú anh chị bên kênh em qua đó nói lý với họ,
nói em gái gú cờ bạc rồi nợ nần này nọ đều đó, có bằng chứng hay không hay là nói miệng, thì bắt đầu bên đó cũng chặn. Ủa vậy tại sao bên đó nếu mà liêm chính quá đi đi bóc trần người khác, mà trong khi người ta lên người ta nói lý, người ta kêu đưa bằng chứng ra thì lại chặn người ta? Đấy, bằng chứng ta đưa con mẹ mày lên đó, nó ăn mặc sang chảnh như vậy, bảo rằng mẹ em khổ. Ta đưa bằng chứng mày lúc nhỏ mày còn cái mặc cái đồ học sinh đó đi với mẹ mày đó, bảo rằng ngày xưa em không được đi học. Những cái lý luận của tao đó là cái bằng chứng đó, hiểu không? Cái bằng chứng là những cái lý luận của tao đó. Tao hỏi mày đó, mày ở dưới ghe rồi mày đọc thư viện nào mà mập trên sông nước mày? Đấy, mày không có phải là học sinh mà lấy cái gì mà vô thư viện người ta mày đọc sách? Mày là một thằng chảnh chó, cứ lên không gian mạng mà mày nghĩ rằng ai cũng ngu như mày, dựng một câu chuyện mà thật sự dựng câu trước là đá câu sau, dựng câu đá câu sau nữa. Cho nên thật sự quý vị, cái một cái thằng mà nó giả dối đó, là chỉ cần hỏi một cái là tự nó khai ra, mình đâu có cần tác động nhiều đâu, hỏi một cái nó khai. Mấy loại tội phạm mà chỉ cần vô thật sự là gần cho hai câu là gọi là cái là đáy trong quần ra mà khai, câu trước câu sau mà đá nhau bắt ngay cái chỗ đá đó. Chỉ cần anh nói cái một cái vấn đề mà câu trước anh đá câu sau, anh viết bản tường trình mà đọc qua bản tường trình là thật sự cái chi tiết đó mà anh nói thật sự hai lần mà anh nói hai nội dung khác nhau là mất ngay đó, là nó lôi ra liền. Đâu cho trật quá vậy, không đi đâu mà thật sự trật hết trơn. Còn riêng cảnh tê cũng vậy thôi, mày lên mày lừa đảo trắng trợn như vậy mà không để người, mà để cho mày, tao nói bây giờ chắc là thật sự những ngày vừa qua mày xin chắc mày mua cái như là cái trung tâm quận nhất rồi. Mày lừa đảo người ta 30 triệu mà 150 m² mà chê không có giấy tờ. Ở đâu mà thật sự có giấy tờ cho mày? Một cái thằng mà thật sự khố rách áo ôm như mày có 150 m² đất là 30 triệu ngon lành rồi, mà tiền đấy là tiền cộng đồng mạng cho mày. Mày sướng quá rồi gì nữa mà mày không có chịu là sao? Có nghĩa ở trong đầu của mày đang lừa đảo. Mục tiêu của mày là phải tiền tỷ, chứ còn đôi ba chục triệu với mày đâu ăn thua, được không? Một trận là thật sự là nó bay mấy chục triệu. Thì mày, ta nói mày như vậy đó. Sau mùa bóng là mày lên mày xin tiền, sau mùa bóng là mày lên mày bảo em vừa mất số tiền lớn, chẳng biết mày mất số tiền đó đi đâu và về đâu. Có vô mấy trận bóng, trận banh thôi chứ. Cái mặt của mày không đi lừa người ta thôi, dễ gì người ta lừa mày được. Đây là một trong những cái thật sự như vậy. Cái mặt cảnh tê nó không đi lừa người ta là hạnh phúc cho nhân loại rồi, hạnh phúc cho bà con rồi. Chứ còn thật sự quý vị, không có ai mà đi lừa được cảnh tê. Nó ăn rồi thật sự, quý vị, nó ăn sắc mà nó đi cầu ra đinh thì bà con cứ nghĩ làm sao mà người ta lừa được. Một ly nước mía mà không thấy người bạn đời của nó mà dễ chi mà thật sự ai lừa nó nổi. Tự mà tự nguyện mà đầu tư gọi là vô, gọi là cái dòng quay trái bóng thì thật sự mày lên cộng đồng mày vả mày xin bừa xin đại, tội là tội cho cha của mày đó. Người ta vì thương mày mà tiếp tay cho mày làm những chuyện đó đòi bại. Chứ mấy ngày vừa qua thật sự mua đất rồi, bây giờ như tao là nhà tao làm xong rồi, tao dựng lên một tấp liều cũng được, tranh vách nứa tao dựng lên cũng được, miễn sao có chỗ để cha mẹ ở đó là cái thật sự an tâm tao đi quay phim rồi. Đâu có cần chi mà nhà to, nhà lớn làm gì? Mình nghèo là ở theo nghèo chứ, ở cho nó đỡ tốn tiền thuê nhà mày. Tại sao bây giờ thật sự có đất rồi không ra dựng một tấp liều tranh để mà ở cho đỡ tốn tiền thuê nhà, mà một tháng mày phải mất gần cả 3 triệu bạc tiền thuê nhà điện nước vậy, đúng không? Mày lừa thì mày lừa, cũng mày đi lừa ai mà lên cộng đồng mạng mày lừa một cách mất vậy. Bà con công nhận không? Chỉ cần mà ba mẹ mà ra đó dựng một cái chòi thôi, chỉ cần không cần nhiều, mày dựng một cái chòi khoảng tầm khoảng là 15-20 triệu thôi, ở cái chỗ chui ra tôi vô là ok rồi. Một tháng đỡ 3 triệu tiền nhà, khỏe không quý vị? Trời ơi, nó sướng còn hơn tiên. Vậy đó mà không chịu làm. Vậy đó mà bảo rằng em đang bí tiền,
một tháng trả tiền trọ đồ nó cao lắm, nó đắt lắm, em trụ không nổi đâu. Rồi bây giờ đó, rồi bây giờ mày có đất rồi mày vẫn mày trụ mà trả thôi, có thay đổi gì hay? Có thay đổi gì hay không? Bây giờ giống như là thật trước và sau khi mày ăn mày thì mày có thay đổi gì không? Mày vẫn trả tiền trọ một tháng bao nhiêu đó, đúng không? Chứ đâu phải mà tận dụng cái miếng đất để mà ra mà chê một cái chòi để chui ra chui vô. Một trong những tình tiết này là đủ chữ, thật sự chữ mà sạc cái mặt mày luôn. Chứ mày lên cộng đồng mạng mày lừa người ta quen cái thôi, vô mà đốt bàn thờ, đốt bát hương nhà người ta, mà cho rằng cái kênh bên đó sai lính qua comment em ông nội mày. Chứ khán giả, khán giả mà làm thì có lính nào ở đây, mất dạy.